chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với tập tiếp theo ở trong series Thần Rồng. Thì những cái quả trứng rồng của chúng ta nó đã biến đổi rồi các bạn ơi. Đấy, nhưng mà mình đang cảm thấy rằng là tại sao nó lại màu giống cái con rồng đây này. Này, giống... Trời ơi, rất là giống cái con rồng Ender luôn. Có khi nào mình để con rồng Ender bên trên mà nó bị biến đổi không nhỉ? Tự nha. Thử lấy một cái quả trứng rồng xem là nó là trứng rồng gì các bạn này. Thằng nào? Ờ đúng rồi, đây Moonlight đúng rồi mà. Rồi luôn, thế cơ. Chắc là Moonlight hay là Moonlight nữa. Nó trứng rồng nó như thế này nhưng mà khác về trời ơi, từ đã. Chờ nó nở ra thì biết liền các bạn ạ. Mình sẽ chờ nó nở ra sau đó thì sẽ biết rằng là nó giống hay không. Chứ bây giờ là nhìn quả trứng rồng thì là giống rồi đấy. Chắc chắn là nhìn quả trứng rồng là giống rồi, nhưng biết đâu bên trong lại là một thiên thần xinh đẹp, một boy đẹp trai làm sao. À ha. Rồi, thì trong thời gian chờ đợi thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái công việc. À đây. Trước tiên là chúng ta sẽ đi chế cái đài, cái demonic sao Kubi này. Cái này là kiểu như là cái block đá linh hồn đấy. Cái này thì mình sẽ triệu hồi xem nào, triệu hồi một cái con cua siêu to khổng lồ. Đấy, kiểu như là cua hoàng đế dưới địa ngục. Nghe oái oăm nữa phải không? Trời ơi, đây. Trước tiên là mình sẽ xuống địa ngục trước đã. Chế tạo cái này thì sẽ cần đến biếu Nether, thì mình phải đi xuống đây lấy biếu Nether các bạn này. Cần một cái rất là quan trọng. Ai con gì đấy? Con này láo. Ừ, tưởng cho mình biếu Nether cơ. Chúng ta sẽ xuống địa ngục. Này các bạn này, mình thề luôn là mình mặc cái tới nha, mình chui qua đây đã. Mình mặc cái này lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng luôn. Này. Đây, mình cho bạn thấy nhá. Lúc nào cũng trong trạng thái bay luôn, không lo bị chết luôn. Đây, ví dụ mình đang đứng ở đây nhá. Mình đang đứng đây nhá, mình không cần bay này, mình chạy ra đây cái. Đấy, bay luôn. Kiểu như lúc nào cũng đang trong trạng thái lơ lửng luôn. Kể cả đây này, đấy, cảm giác như lúc nào cũng đang bay ấy. Đấy, lửng lơ, bay. Trời ơi, rồi, đi kiếm biếu Nether nào. À, ui, con này cho luôn này. Mình đang định nói rằng là một là chúng ta sẽ đánh quái vật dưới này. Hai là chúng ta sẽ tìm mấy cái, đây này. Mấy cái khu này này là cũng có thể là có biếu Nether trồng ở đấy. Nhưng mà thôi, đánh quái vật cũng có thì tội gì các bạn nhỉ? Tội gì? Rồi. Nhưng mà chắc là con này con gì đây, nhìn đầu trâu mặt ngựa này. Tí nó triệu hồi cua siêu to khổng lồ áo ánh em một trận giờ. Ui, này con này cho cả đầu con Guida này. Trời ơi, đầu người xương Guida này. Nhưng mà thôi, cả mình có cần gì đến đâu. Thôi đi vài đây. Bằng này cái biếu Nether là đủ rồi các bạn. Như thế thôi, chỉ cần một cái rồi, tính ra chỉ cần một cái duy nhất thôi. Mấy con này nhá, không đánh nhau thì tôi. Ui con này cũng cho này. Ui con gì kia. Ui mấy con quái vật này dưới địa ngục nguy hiểm thật các bạn ạ. Không biết là tí nữa mình sẽ. Ui con gì đấy. Thế đấy, con rồng của tôi. Nó con rồng rồng lửa của tôi. Tôi cứ tưởng cái con gì cơ. Giật cả mình. Ai sợ. Rồi luôn. Mày chơi dại thế em. Mày chui vào đấy thì ai bắt mày ra được. Rồi, lại phải lấy cái amulet rồi. À đây rồi, nó TP theo mình. Sau này lại ra đây ta. Rõ ràng mình cho nó ở đây mà. Ngồi xuống. Trời ơi không đi linh ta linh tinh. Rồi con này. À nó đói các bạn ơi. Nó đói bảo sao. Ui nhiều thế, ăn nhiều thế. Rồi ok. Mình bây giờ cho bạn này ăn cũng được. Nếu cho bạn này ăn là nó sẽ đẻ trứng đấy. Ừ thôi đẻ trứng thì cho nó thích đẻ. Này giờ này từ nha. Mình sẽ chăn hết bọn này đi. Bây giờ thì mình sẽ chăn hết mấy cái con này. Xong rồi nó thích đẻ trứng xong rồi nó tự sinh sôi nảy nở cũng được các bạn. Kiểu như nó tự tự sinh ngoài tự nhiên ấy. Thế đấy. Rõ ràng. Bay ra đây đã. Cho nó tự sinh ngoài tự nhiên. Đấy, tự chăm sóc ngoài tự nhiên luôn, mình không cần phải chăm sóc. Hợp lý luôn. Ngồi xuống. Rồi ok, chờ xíu nha. Chờ đi lấy cá đã. Chắc phải lấy 3 4 stack cá mất các bạn ơi. Này cần nhiều lắm. Rồi ok, một stack biếu Nether luôn này. Đâu nhà cá thì mình lấy cá nào. Ơ cá đâu rồi. À đây, lướt qua nhanh quá các bạn ơi. 3 stack cá luôn. Chăn càng nhiều càng ít. Này đây chăn mấy cái con nhóc nhóc trên này đã. Càng chăn nhanh thì càng bọn này càng ăn nhiều, nó càng lớn nhanh các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình thích nó lớn nhanh để cho bạn xem được cái sự lợi hại của nó. Rồi đây. Để lượt mấy cái con dòng Emerald địa ngục Emerald đây. Con này giống con dòng đá rêu không. Rồi ăn đây, thoải mái đây em ơi. Ăn này, thích làm gì thì làm. Thế giới này là của chúng mày thích thích yêu ai thì yêu nhá. Thích có tình cảm với ai thì có tình cảm nhá. Trời ơi, không có gì phải đáng ngại. Ơ cái gì đấy? Không có gì phải đáng ngại cả. Cho phép. Ui, có khi nào mình bổ một cái bằng cái cúp bedrock của con rồng mình chết queo không? Mình yên tâm các bạn.
không chết được luôn đâu, bởi vì là con rồng này có khả năng hồi sinh lại, bất tử mà, mà lo. Đó. Chúng mày thích yêu ai thì yêu. Rồi ok. Ui con này ăn lắm đi. Trời ơi, ăn con heo vậy, ăn không biết bao nhiêu con. Ui các bạn thấy không, hai stack đấy, hai stack, bây giờ còn mỗi một stack cộng 19 con cá. Rồi chúng nó có đẻ trứng không ta? Nha. Con này thì không đẻ trứng mà cho nó ngồi xuống đi. Mấy con này không chịu đẻ trứng mà cứ thích bay 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 bay. Đó, mình thấy có quả trứng của con rồng địa ngục em rồi nha. Rồi kệ chúng nó, cho chúng nó tự sinh nở phải không ta? Phải có quả trứng ở đây không ta? Mình nhìn ấy. Rồi luôn, thôi kệ đi. Hàng đống trứng thế này, trời ơi. Cả tấn trứng ở dưới này này này. Hình như là không có quả trứng nào sao? Có không ta? Có không nhỉ? Nó lấp hết rồi. Mình xem nào. Cái gì đấy? Ủa, cắn nhau à? Trời ơi, bọn này rảnh thật sự. Cho ăn lắm rồi giữ mỡ. Thôi kệ chúng nó đi, mình sẽ không quan tâm nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chế tạo cái. Trời ơi, cái con này lại được cái con này. Đấy nha, mình sẽ bay ra đây đã. Ui, cho ăn lắm rồi giữ mỡ các bạn ơi. Này là cho ăn lắm rồi. Rồi đi linh tinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế tạo cái block linh hồn đã. Block đá linh hồn này chúng ta đây, trước tiên là cần đá cuội phải không? Đá cuội mày quá. Mình để luôn cái đá cuội ở đây các bạn, đỡ phải mất công. Rồi ôi, lại cả được vợ chồng cái con này, cho bọn này ăn nó khổ thế đấy các bạn ạ. Sung sướng gì đâu, nó kéo cả họ hàng này chúng nó chui hết ra đây. Trời ơi, tôi nên giết hết bọn này không? Rồng mới chẳng. Rồi bay ra đây. Ui, con này buồn cười thật, mình cho nó ngồi hết với nhau rồi mà. Ngồi xuống đi. Em khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Khổ chưa các bạn đâu. Ui, thế bữa này, bữa này mà nó xuất hiện đến 7 con kia nữa thì thôi chết tôi rồi. Ui, quả này mình chăn 100 con rồng là hơi mệt đấy các bạn ạ. Sai lầm tuổi trẻ rồi. Tuổi trẻ này là sai lầm rồi, đi bụi rồi. Và bây giờ mình sẽ đi chế tạo cái này, cần sao ne giờ bằng có sao ne giờ liền hẳn một sao tách luôn. Ủa, vẫn còn 149 triệu điểm các bạn ạ. Thoải con gà mái luôn đâu nhỉ. Cái mình cần chế là cái đây. Đấy, cần một block này thôi, chỉ cần một block thôi nhưng mà mình cứ thích chế nhiều. Chế đằng nào cũng mất công chế mà. Chế luôn đi nhỉ. Chế luôn thêm mấy block nữa, chế bao nhiêu thì chế. Rồi, 8 9 block luôn. Đấy, bây giờ tiếp theo đó là chúng ta sẽ cần đến một cái nữa. Đó là chúng ta sẽ đến cái cái chìa khóa. Cái chìa khóa phải không? Chúng ta sẽ cần đến cái chìa khóa linh hồn. Thì ở đây có 3 loại chìa khóa tương ứng với 3 cấp độ khác nhau. Thì mình nghĩ rằng là chế luôn nhỉ. À đây, chúng ta sẽ cần cái này phải không? Xương và vàng và kim cương à. Ok, kim cương đây. Vàng đây. Ôi vàng hết rồi. Xương nữa các bạn ạ. Chúng ta cần thêm xương nữa. Vàng thì cần ít thôi. Đấy, bỏ vào đây. Xương đâu nhỉ? Xương đâu ta? Mình có bỏ xương rồi, chết thở rồi, mình không bỏ xương đây. Ở đây, mày quá, mày quá, mày quá, mày quá, mày quá. Mày quá các bạn ơi. Mày quá. Đấy. Xương và vàng và kim cương phải không? Ok, đủ liền. Chúng ta sẽ chế tạo cái này trước đã. Đó, vàng là nhớ lấy 39 viên kim cương ra rồi mà. Đấy, sau đó thì quên này đi. Cất cái này đi. Chúng ta sẽ chế chắc là mình sẽ cứ nâng cấp đủ 3 loại chìa khóa luôn. Đằng nào cũng phải mất công rồi mà. 3 loại chìa khóa luôn. Sau đó mình mở nếu tiêu diệt xong con này mà nhanh thì mình sẽ tiêu diệt con khác. Trời, đơn giản vậy thôi. Rồi đây là chìa khóa kim cương à. Ok đây. Kim cương đây. Đấy, Emerald này, kim cương này. Hoặc chìa khóa bình thường. Đấy, 3 loại chìa khóa luôn nhé. Chúng ta sẽ xuống địa ngục. Cái con cua hoàng đế này nó ở dưới địa ngục các bạn ạ. Đấy, thì rất là oái oăm ở chỗ là nó ở dưới địa ngục. Rồi chúng ta sẽ cần block, mang block kim cương này. Block hắc diện thạch này. Cái này này. Chìa khóa này. Chìa khóa thì chắc là mình mở chìa khóa bình thường trước. Ok. Rồi đi thôi. Còn cái gì nữa không ta? Kim cương, block kim cương đây. Ok là. Ok là. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để tỉ thí võ công với cả cái con cua hoàng đế. Ui, mấy cái con điên này. Chúng mày làm sao?
mà làm sao? Trời ơi, địa phận của núp mà dám nho nhoe đi lên tận đây. Rồi đây, mình sẽ không cho mấy con rồng này xuống đâu các bạn ạ. À, bởi vì là cho xuống đấy khó điều khiển lắm. Ở dưới này trời ơi, rồi ghê, dưới này ghê lắm đấy, ghê lắm đấy. Đều à, đây cái khu này bằng phẳng này mình sẽ triệu hồi ở đây. À, chúng ta sẽ đặt ở đây hai block như thế này thôi. Đấy như thế này, xong rồi chúng ta đặt ba ở đây, ba block này, một block kim cương, cứ thế thôi. Xếp tăng dần, à xếp xung quanh là được. Ok là, trời ơi triệu hồi, không biết là đánh được con cái con cùi bắp hay không. Mà đã tính ra cái con MR ở đây, triệu hồi bằng cái á, xem nào, bằng cái này phải không? Wow, trời ơi, ghê. Đâu rồi? À, đây rồi. Úi, bắt đầu chiến đấu rồi các bạn đây. Bắt đầu chiến đấu rồi các bạn đây. Ghê, sợ mày quá. Úi xổ hết hồn. Ghê, tao sợ mày quá. Đâu? Ui, con này nó xuất hiện từ trên trời dưới xuống các bạn ơi. Trên không trung à? Ui, một tia lửa xanh xuất hiện và wow. Các bạn thấy gì không? Đây, đây chính là ui. Đánh một cái sắp chết rồi. Cái gì đấy? Ui, ghê thật sự các bạn ơi. Rồi, tôi sẽ dùng cái ui. Con này ghê thật. Ghê thật các bạn ạ. Ui, 1 triệu sức tấn công mà đánh nó. Ui, mất ít máu dã man. Rồi, xong rồi gặp đối thủ rồi. Gặp gọi là cao thủ ăn đủ không cần thiết rồi. Đây, đây chính là con cua hoàng đế đây. Con cua hoàng đế trong truyền thuyết mình bảo đây. Mày nào? Mày nào? Con này béo quá. Nhưng mà phải đánh dưới mông của nó mới được các bạn. Ui, ui, mạnh thế. Trời ơi, chết tôi rồi. Mình có nên mặc full bộ áo giáp không ta? Ừ, mặc cái quần này. Nào, luyện hết. Riêng mấy con quái con quái vật này vẫn vào gần được mình ạ. À, tưởng không vào được chứ. Rồi, mấy con quái vật này đi ra chỗ khác đây. Rồi, thử nha. Mình sẽ bật cái chế độ của cái nhẫn này lên. Nào, vào đi. Đố anh vào được em. Đố anh bắt được em. Mày là sao? Mày là sao? Rồi. Đấy, các bạn thấy không? Sự lợi hại của đồ công nghệ. Riêng mấy con quái vật này không mà chạm được lại gần mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tấn công con này. To thật đấy chứ. Dài đạn 2 rồi. Ui. À đây. Dài đạn 2. Bổ nó. Trời ơi. Tính ra con này cũng cùi thôi các bạn. Đánh tầm mấy chục cái rồi chết. Tí mình thử triệu hồi cái con bằng Emerald xem nó có điều gì xịn sò hơn không. Wow. Con này chắc là cho mình đồ nhiều đồ xịn sò lắm ấy. Mày lão. Ui, chuyển sang giai đoạn 3 rồi à. Nó có 3 giai đoạn các bạn ạ. Ba giai đoạn. Ui, wow, khỏe thế. Ăn đi mà khỏe thế mày. Đấy các bạn thấy không? Với cái cúp của mình ấy, cái cúp hẳn 1 triệu màu. À đâu, 1 triệu đam nhá. Mà tiêu diệt cái con kia nó còn vất vả như thế mà các bạn biết xem. Tính xem. Ui, chỗ này có gì đấy? Ôi sao có đồ này. Cái này là cái gì đây? Wow, bây giờ sao? Cái gì đây? Cái này là đầu cái gì đây? Wow, xịn phết nhỉ. Hay à, mấy con này. Ui, à, bắn ra cái đầu giống. Ui, bắn ra cái đầu giống cái con bốt các bạn ơi. Wow, mạnh phết đấy. Còn mấy con này là con đệ tử của nó à? Rồi, chúng ta tiêu diệt xong cái con ở cái cấp độ đầu tiên rồi. Ui, chạy. Thử nhá. Là ui, quên mất là mình đã bỏ cái nhẫn ra. Trời ơi, đây. Nào, vào đây mấy con hợi này. À, bây giờ chúng ta sẽ chế à đâu? Chúng ta triệu hồi con tiếp theo đi. Triệu hồi cái con trời ơi, xếp nhầm. Triệu hồi con bằng Emerald nhỉ. Ừ, bằng Emerald luôn nhé. Emerald là cái VIP nhất đấy. Emerald là cái con VIP nhất đấy. Nhưng mà mình triệu hồi luôn các bạn. Mình cảm thấy rằng là mình nên đánh cái con Emerald. Gì đây? Cái con này nó đứng đây làm cái gì không biết. Còn lâu mới tiến lại gần được mình các bạn. Nó cay lắm. Mấy con này đang cay lắm. Rồi đây, Emerald. Đây, chìa khóa Emerald. Wow. Xem rằng nó có điều gì khác biệt không nhá. Mình nghĩ rằng là chắc là nó sẽ tăng HP này, tăng tấn công này, tăng đồ VIP. Đấy, kiểu như là nó sức mạnh nó cao hơn ấy. Ồ, nó lại refresh lại cái này gọi là cái đấu trường đấy. Cái gì đấy? Mấy con này. Ê, anh ơi, lại gần đây em bảo. Anh ơi, đứng lại gần đây em bảo.
không lại gần các bạn ạ. Buồn thật đấy chứ, không ai chơi với mình, mọi người không lại gần mình. Cày. Wow. Ui. Con này, con này màu tím các bạn ạ. Con này VIP lắm này. Ui. Ừ. Đánh nó vẫn thế, đánh cảm giác hình như máu nó vẫn yếu. Ui, cái này là cái gì đấy, súng à? Ui. Đấy. Con này được VIP đấy các bạn ơi. Đúng xịn sò đấy, ăn thua đấy. Trời ơi, cái này nó cứ súng này nó cứ xoay xoay. Ui. Cái gì? Mày thích xoay không? Mày thích xoay không? Mày xoay ai? Mày xoay mày. Mày xoay mày. Mày xoay mày. Trời ơi, quái khỏe thế. Chứ giờ con này còn khỏe hơn mấy con khác rồi, thử bắn cung rồi. Ui, bắn cung không xi nhê luôn này. Ui. Bắn cung không xuống một giọt máu luôn. Ui, may là mình có cái vũ khí 1 triệu này nhá. Chứ mà nếu vũ khí bình thường chắc cái kiếm kim cương mình chắc là đố các bạn đánh được ấy. Các bạn chắc là đánh đến ngày mai. Mà thật sự là rất khó luôn ấy. Này thấy không? Đạn nó bay vào người mình, nó không thể bay được. Bởi vì cái bộ đồ công nghệ nó quá đỉnh luôn. Đấy, súng đạn bất xâm. Trời ơi, đạn mấy tên hay là bất kỳ quái vật nào không thể nào mà chạm lại gần người mình được. Quá ghê. Nói chung là quá ghê. Cái này nó ở tầm cỡ thế giới rồi. Cái này không sợ rồi các bạn ạ. Không sợ một con quái vật gì nó lại gần rồi. Trời ơi đấy. Thì nỗi đạn nó bay vào người mình, nó còn bay ngược lại mà. Rồi ok, giai đoạn 2 rồi. Ôi, mình có thể nào mình dụ nó ra đây được không? Ra đây em ơi. Ê, khẩn trương ra đây anh. Đứng ở lava. Trời ơi, hình như nó đang bơi lava. Thôi mình xử lý nó luôn các bạn ơi. Giải thoát nó luôn. Mình chỉ sợ rằng khi mình đánh nó xong nó chết, nó rơi đầu lava kìa. Mong rằng nó rơi ở bên này chứ đừng rơi bên kia. Mong rằng như thế các bạn. Đừng rơi lava nha em nhá. Rơi lava buồn lắm. Wow, con này khỏe thật. Đúng là Emerald khác. À mà thôi, tí triệu hồi nốt kim cương thì cho bạn biết rằng là nó khác nhau điểm gì. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Con này con nhẹn sao ấy. Con này thực ra là con nhẹn sao. Nhưng mình cứ thích gọi là cua. Cua hoàng đế. Bởi vì mình thích ăn cua hoàng đế. Rồi. Tiêu diệt mấy con này. Ui ôi. Ui ôi. Con này tự lao đây chết ạ. Rồi giai đoạn 2 rồi các bạn. À đây giai đoạn 3 rồi. Wow, nó xuất hiện đệ tử nó kìa. Thôi dùng cái này bổ đi. 1 triệu 0.00003 sức tấn công ấy. Ôi, bổ. Mỗi tội cái này là nó tốc độ tấn công nó hơi chậm một xíu bạn. Nên đâm ra mình không bổ được nhanh. Đấy, bổ lâu. Lâu lâu mới bổ được một cái. Nặng quá. Mày quá. Rồi, chết rồi đấy. Mày làm sao? Đó, biết ngay mà. Biết ngay là nó rơi đầu xuống lava. Cay thật sự các bạn ạ. Cay thật sự luôn ý. Không còn gì để nói. Rồi, tiếp đến chúng ta triệu hồi nốt đi. Đằng nào cũng có chìa khóa kim cương đây. Mình triệu hồi nốt cái con cua hoàng đế kim cương nhé. Xem rằng là nó khác gì không. Khác gì không. Á, à, trời ơi, nhầm. Cái gì đây? Con lợn này ra đây làm cái gì đây? Cho vào nồi bây giờ. Đấy, triệu hồi hết anh em họ hàng nhà nó luôn. Wow, triệu hồi hết luôn. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đâu rồi? Ui, mấy con này xuất hiện chưa? Đợi nha, mình tiêu diệt mấy con này đã. Xịn sò con bò phết nhỉ. Láo. Wow. Ui, con này thì màu xanh các bạn ơi. Ui, đâu rồi đâu. Ui, con này màu xanh luôn ạ. Wow. Màu xanh. Trời ơi. Xịn phết nhờ. Ok, tiêu diệt rồi. Wow. Con này màu xanh đấy các bạn ơi. Chân nó to thế nhỉ. Cái này mà mang về hấp là ăn ngon lắm này.
Rồi ok, mình sẽ đánh nhanh con này các bạn ơi. Anh nhìn cái gì? Con kim cương lại màu xanh. Sao con emerald có màu xanh nhưng con kim cương lại màu xanh các bạn ạ? Đó, con này rồi. Lần này là chắc chắn là rơi đồ là mình sẽ súng nhặt luôn. Xem rằng nó có điều gì khác biệt không. Chắc là nó sẽ có ra. Ủa, nó bắn ra cái đầu màu xanh. Đoán là như vậy. Bình thường là nó bắn ra. Các bạn thấy không? Nó nổ, nổ. Nghỉ quá. Nổ ác thật sự. Rồi, chúng ta sẽ giai đoạn 2 rồi. Nó đang có lớp bảo vệ kìa. Lớp bảo vệ này thì sẽ không bắn được bằng cung nhá. Khi nó đã có lớp bảo vệ hấp thụ là thôi, còn lâu mới bắn được bằng cung luôn. Là phải tiêu diệt mấy cái con kia, con đệ tử của nó kìa. Con đệ tử nó đang búp máu cho đấy. Mà khổ nỗi là mình mạnh quá nó không búp được. Không búp nào, không thể nào búp được hồi máu cho sư phụ của nó rồi. Bởi vì núp quá mạnh. Láo. Láo. Bổ mấy con này thì thôi, không trượt phát nào luôn. Không trượt phát nào luôn. Không kìa ta. Chưa chuyển sang giai đoạn 3 này. Đấy. Ôi. Con này nhìn mặt nó đần đần. Nhìn mặt nó đần đần dã man luôn. Chết đi. Tiêu diệt. Tí lúc mình về mình sẽ in trang thử nhá. Ui nó này tự nổ. Ui nó bắn lạn xạ luôn này. Nào bắn đấy. Rồi ok, chết rồi đấy. Tính tiền rồi đấy. Vẫn thế các bạn ơi. Vẫn thế. Ui diamond demon crystal này. Vẫn thế, không khác gì luôn ạ. Ôi ôi. Vẫn mấy cái này luôn. Chả khác gì. Ui, mấy con này bằng vàng à. Thôi, về rồi các bạn đi. Tóm lại là thực ra thì chắc là nó chỉ nâng theo cấp độ thôi, chứ còn mình cảm thấy là nó vẫn thế. Wow, được, mấy cái này dùng được các bạn. Mấy cái này dùng được. Tóm lại là mấy cái này dùng ok đấy. À, bây giờ mình sẽ đi về. Chắc là mình sẽ chế luôn. Đây mình không đặt điểm rồi. À đâu, đã đâu, không. À, mình chế luôn cái cánh cổng địa ngục ở đây nhá. Ui, không biết có đủ không đây. Ủa, mày quá, vẫn đủ. Ai, không đủ. Chết dở rồi. Không đủ. Rồi luôn không đủ block hắc diệm thạch rồi. Toáng rồi. Không về được nhà rồi. Ok mình sẽ bay qua đây. Trời ơi. Chợt nhớ ra là không đủ block hắc diệm thạch. Đây mình sẽ bay. Lại phải bay đi tìm lại cái cánh cổng của mình rồi. Đây bên này. Ui này ở dưới này cũng có. Có căn cứ của bọn ấy này. Bảy màu này. Wow xịn thế. Bắn đi. Bắn hộ cái. Ô sợ quá. Hết hồn. Ui cái này cũng có căn cứ bọn bảy màu luôn à. Ghê vậy. Ui nó nền nhẹn. Ghê ta. Đó. Mình. Ui này. Hình đầu lâu à. Hóa ra là hình đầu lâu các bạn ơi. Giờ mình mới để ý là cái. Cái này là tên không nổ được à. Ui. Căn cứ ghê phết nhỉ. Bên mình sẽ có hai lựa chọn, đó là một là mình sẽ tự sát mình sẽ được về được nhà, hai là mình sẽ phải đi tìm cái cánh cửa, cánh cổng địa ngục. Chọn cách nào đây ta? Chắc là mình sẽ chọn cách đó là tự sát. Tự sát để về. Rồi ok chúng ta sẽ về nhà. Ui trời tối luôn ạ, trời mưa luôn ạ. Ngủ đã không phải dậy. Không biết là cái chắc là mình phải chờ mấy con rồng của mình nó nở rồi. Đấy, rồi chúng ta sẽ thử enchant này xem nào. Enchant này được không? Ồ cái này, à cái này enchant được chậm hỏng này. Ui, xịn phết nhỉ. Ghê. Ghê gớm đấy. Được phết, được ghê. Ê, từ, bỏ cái này ra đã. Rồi đây. Cất mấy cái này đi, sau này sẽ có việc cần tới các bạn. Ui, cái này có chậm hỏng luôn đấy. Ghê ta. Wow. Tới đây. Sức mạnh của quỷ nhiều đầu đây. Ui bắn này. Ui mạnh.
Ui bắn thoải mái luôn à. Chậm hỏng ba là bắn tẹt 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 luôn bạn. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Trời ơi mạnh dã man luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ, chờ đấy mấy cái con rồng này nó nở đã các bạn ạ. Chờ mấy quả trứng rồng nó nở. Chắc sắp rồi. Cũng khá là lâu rồi mà. Mình sẽ đứng đây. À đâu? Thôi đứng đây đi. Đứng đây cho nó. Nhầm. Mà cái quần này nó đẩy mấy cái quả trứng rồng này bay đi đấy. Tự nhiên là có ma lực ấy. Ghê gớm lắm. Nở rồi các bạn ơi. Rồi nha, mình để mình cất mấy món đồ linh tinh đã. Cất mấy món đồ mà không dùng tới đã. Xong rồi đi bỏ mấy cái này vào đây này. Trời ơi, chả biết là cái quả trứng rồng có nở hay chưa nữa. Cứ cất đây đã, xong tính sau. Nhưng nở thì cũng lanh quanh đây thôi mà. Nó cũng chả chạy được đi đâu xa đâu. Thì cũng chả phải phần lo các bạn. Rồi ok. Ui nở rồi, nở rồi. Nở rồi, nở rồi, nở rồi. Lấy cá, lấy cá, lấy cá. Lấy cá liền. Ô, chết rồi, lần trước cất nhầm. À đây. Lấy cá liền. Ô, con này đi đâu hết rồi? Sao có mỗi một con này? Con này buồn cười nhờ. Chết dở rồi. Ơ, sao vừa lại thấy con gì nó chạy nhông nhông qua đây nhỉ? Đó, sao đây đi lại có một... Rõ ràng là 7 con mà. Ủa? Con đi đâu hết rồi? Chết dở rồi. À, đây 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 đây. À, hóa ra là con rồng lửa này nó chui gần. Ủa, con này nó chui linh tinh cả. Nó chui... dòng lửa nó ở đây thế đâm ra nó chui ra đây. Trời ơi, sao nó chui qua được xuyên các hàng rào cả. Ghê nhờ. Con này được đấy. Trời ơi, đây có 3 con này. 3 này, 4 này. Ui, chúng nó chui đâu hết rồi các bạn ơi. Rồi luôn, chỉ 1 phút lơ là một cái thôi là bây giờ bọn này mình không thấy chúng nó đi đâu ạ. Rồi, chắc là chờ nó lớn lên thì sẽ biết nó ở đâu. Tầm này là chỉ cần chờ cách. Cách duy nhất đó là chờ nó lớn thôi. Đây mình sẽ bế một con nhé. Thôi bế luôn. Ấy, nhầm. Bế một con chứ không phải bế cái con to. Đây mình sẽ bế một con này đi. À thôi, bế con bên ngoài vào đi. Đấy. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi bé ai. Chẳng chưa lên. Khỏe luôn chứ cái con này nó to nó vướng thế nhỉ. Cái bọn này nó cứ chui xuống đây. Đây rồi. À đây con này, con này. Ấy. Con này chưa được thuần phục này. Ui, con này nhắt như chuột ấy. Rồi đây. Đây chính là cái con rồng. Ôi con này đẹp thật. Nó cũng không không giống con không giống con ấy đâu. Không giống con rồng Ender đâu các bạn ạ. Cánh nó rất là đẹp luôn. Cánh con rồng Ender nó không phát sáng như này đâu. Ui đây rồng bùn lai luôn bạn ơi. Ui vậy nó đẹp lắm. Nhưng mình chả biết là có mấy con cái mấy con đực luôn ạ. Như con này là con gì đây. Ô to con cái à. Ủa được à? Trời ơi sao nhìn thấy toàn con cái này. Con này nó đi chơi hết rồi. À đây dưới này. Ui con này có khả năng chui xuyên đất luôn này. Ô, toàn con cái luôn các bạn ơi. Đây. Trời ơi toàn thấy con cái luôn đấy. Rồi thử xem nào. Ui mấy con này chưa được thuần phục. Ui toàn thấy cái là thế nào này. Trời ơi. Sao toàn thấy con cái này, tự nhiên mình bế nó bắt nó thả vào đây đã. Rồi nó vẫn chui được ra kìa. Ác thật. Để tôi lấp cái hố nhỏ này ở đây đã cho nó đỡ rơi xuống. Sao toàn cái nhỉ. Lần này là không có được à. Ui một con cái này. Hai con cái này. Ba con cái này. Ui con này bơi con này bơi à. Bơi gì đây em? Ôi, bơi chui đây luôn. Rồi, bắt nó lên ạ. Ra đây. Rồi, nó tắm nó khỏi da luôn các bạn ơi. Nó khỏi da luôn, trời ơi. Xong rồi, bây giờ mấy bọn này nó phải lớn lên mình mới có thể là quản lý được nó rồi các bạn ơi, chịu thôi. Tầm này nó không để ấy được có mỗi. Tóm lại là toàn là cái thôi, bực thật sự. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chắc là nếu mà chúng nó lớn lên mà toàn cái hết thì mình có thể là chuyển đổi giới tính cho nó các bạn ạ. Cho sang Thái Lan chuyển đổi giới tính cho nó được. Cái thành đực mà được thành cái được hết các bạn nhá. Ok thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye.